Vâng, xin chào bác đến với kênh Kia Xe Đạp. Và hôm nay giới thiệu bác một mẫu ô tô Touring dòng FCR 3001, dòng thương hiệu chính hãng của Gian. Và đây cũng là một cái mẫu model rất là bán chạy bên em, về cái màu xanh da trời, màu xanh lam. Và lần này cái màu xanh thiết kế của xe là màu xanh sừng bác nhá, xanh sừng chứ không phải xanh sáng, xanh xanh bóng. Xe rất là đẹp, em đánh giá trên 95%. Rất là hiếm khi về em được một cái chiếc Gian FCR 3001 mà còn được mới như vậy. Mà sau đây em bảo xin nào đánh giá tổng thể của xe. Vâng, và đây là cái mẫu FCR 3100 bên em mới về. Và đây cũng là em đã từng nói qua những video trước, thì đây cũng là một cái mẫu Touring dòng một thương hiệu Gian rất là bán chạy bên em. Đây là một mẫu Touring khá là cơ bản cho những cái dòng xe các bác mới chơi hoặc là đi xe lâu năm cũng có thể chơi được cái dòng xe Touring này. Và lần này em về cái được cái mẫu xe Touring dòng Gian rất là đẹp, nước sơn trên 95%. Và với cái màu vẫn là cái màu xanh da trời, đậm và nhạt. Tổng thể xe đánh trên 95%, xe còn rất là đẹp. Nước sơn là sơn lì, sơn bỏ dòng sao xanh, chứ không phải dòng sơn bóng. Đấy, bác nhìn cái nước sơn của nó này. FCR 3100 mẫu Touring của thương hiệu Gian. Thương hiệu rất là đẹp, thương hiệu rất là lớn của dòng thương hiệu Gian. Tổng thể màu xe còn rất là đẹp. Và đây là mẫu QR code chính hãng của thương hiệu Gian vẫn còn trên khung xe. Xe làm từ hợp kim nhôm, alu-X aluminum, vẫn là khung nhôm siêu nhỏ chính hãng đặc quyền của Gian. Màu xanh rất là trẻ trung. Và cái mẫu xanh màu xanh này là phù hợp với mọi lứa tuổi đều đi được, màu xanh trời đậm nhạt này. Và đây cũng là cái mẫu dòng Gian rất là bán chạy bên em thì trước đây. Màu Gian Touring 3100 FCR. Rất nhiều các bác hỏi em về những mẫu dòng Touring cơ bản để đi bền bỉ và chắc chắn. Và cái nước sơn rất là đẹp đấy nhá. Quan trọng là cái nước sơn và cái mẫu xe rất là đẹp. Và giá thành rất là tốt bên em. Ghi đông cổ phốt chính hãng của Gian, nguyên bản chính hãng theo xe. Nó có thể thấy rõ cái ghi đông cổ phốt của xe đây. Còn gần như là mới nguyên theo xe. Tay lắm cao su đúc chính hãng nguyên bản theo xe của Gian. Xe được trang bị với 8 tầng lip chính hãng nguyên bản theo xe. Xe được sử dụng với cặp phanh đĩa đằng trước. Bên phải em sử dụng với 2 tầng đĩa chính hãng nguyên bản theo xe. Càng xe còn rất là mới ạ. Đây là cái lớp sơn lì rất là bền. Mayer chính hãng nguyên bản theo xe, Mayer của Gian. Vành chính hãng nguyên bản theo xe, vành chính hãng của Gian. Và vành một lớp, vành hai lớp của Gian, vành nhôm. Và vành đĩa, vành đổ. Và em đã giới thiệu qua những cái dòng vành xe, dòng đĩa đổ là chuyên dành cho những dòng xe đốt có tốc độ cao hơn, chắc chắn hơn, bền hơn với những cái mẫu xe vành Touring thông thường khác. Lốp Canda kích thước lốp 700 x 32 cc, lốp còn rất là mới. Đây những đường rãnh lốp trên xe đây còn gần như là mới nguyên. Xe rất là đẹp các bác nhá. Cọc yên chính hãng của Gian, nguyên bản chính hãng theo xe, yên Gian. Những đường chỉ xanh trên tối phối cái mô tông màu đen trên yên xe đây. Đây là cái lớp yên da bóng của trên yên ngồi bác nhá, chứ không phải là nó bị dán vào đâu. Đấy. Xe trang bị cũ là Shimano Tuley TX, trang bị với 8 tầng lip chính hãng của Shimano,
8 tầng lip chính hãng của Shimano nguyên bản theo xe. Lip và xích, lip đen. Xích còn rất là mới. Cái gạt lip bên trong, chấn lip bên trong cũng rất là mới và trong suốt đây các bạn nhìn rõ. Sẽ rất là ít đi. Và lần này em về rất là nhiều xe rất là mới và đẹp các bạn nhá. May ơi chính hãng của Gian nguyên bản theo xe. Đây cũng là một cái dòng mẫu touring rất là bán chạy bên em của dòng FCR 3100. Đằng sau sử dụng với cặp vành đĩa nhôm hai lớp, vành đổ, vành đĩa. Chuyên sử dụng cho những cái dòng xe dòng đốt cao cấp. Rất là chắc chắn. Đằng sau xe sử dụng với cụm vành đĩa. Xe Gian có thông số là size M. Đây là màu, cũng là màu xanh sáng, màu xanh nước biển, sẫm, lì. Vâng, xe có chiều size số là size 50. Điểm của các bác cao vào từ 1m6 đến trên 1m7. 1m65 trên 1m7. Size M. Và bây giờ em xin vào đánh giá chi tiết hoạt động của xe. Xe được trang bị với máy chính hãng của Gian, lip và xích Shimano. Lên lip, lip xích còn rất là mới. Xuống lip. Rất là trơn tru và mượt mà. Bên em sử dụng hai tầng đĩa. Xuống đĩa, lên đĩa. Mẫu touring cơ bản của những dòng xe thương hiệu Gian FCR 3100 rất là dễ sử dụng cho các bác đi xe đạp đường phố, đi dạo, thể dục thể thao nhẹ nhàng. Với cái tông màu xanh rất là dễ đi, trẻ trung và năng động. Và vâng, bây giờ anh đã tổng thể xong chiếc xe Gian mẫu model touring FCR 3100 rất bán chạy bên em. Và tổng thể xe đánh giá là trên 95% với cái tông màu xanh lì, xanh xanh lì chứ không phải xanh bóng. Và vâng, xe giá rất tốt bên em, chỉ 5.9 triệu, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Hoặc là quan tâm thì liên hệ em qua Zalo 0975709943 và lên YouTube tìm kiếm xe đạp, nhấn đăng ký và theo kênh và hẹn gặp lại vào trưa ngày mai. Vâng, và bên em có mua bán thêm đồng hồ Thụy Sĩ, Nga, Nhật cổ. Đấy, các bạn thấy rõ rất nhiều đồng hồ Nga, Thụy Sĩ, Nhật cổ đấy. Các bác nào quan tâm thì có thể liên hệ hoặc là lên YouTube tìm Kiên Đồ Cũ. Đây, Kiên Đồ Cũ đó, lên YouTube tìm Kiên Đồ Cũ, nhấn đăng ký theo dõi kênh và để được các bạn bên đồng hồ tư vấn thêm.